Phùng Ngọc Huy gặp lại con gái La Vi, tiết lộ kế hoạch sắp tới cùng con gái. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, diễn viên ca sĩ Phùng Ngọc Huy chia sẻ hình ảnh gặp lại con gái La Vi. Dù không phải ảnh rõ mặt hai cha con, nhưng hai bàn tay lớn bé đặt tên nhau ngầm khẳng định hai cha con đã đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Phùng Ngọc Huy viết, đặt bàn tay nắm ngón tay. Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng, mong hai bố con sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau trong chặng đường dài sắp tới. Diễn viên Ngọc Lan nhắn nhủ, hai cha con bình an ở chặng đường sắp tới. Diễn viên Ốc Thanh Vân bình luận, hai cha con tận hưởng nhé. Phùng Ngọc Huy tiết lộ, anh muốn cùng con gái du lịch vài nơi mà bé mong ước từ lâu. Anh cũng sẽ vào bếp nấu những món ngon mà con gái thích để bù đắp khoảng thời gian xa cách, không thể chăm sóc cho cục vàng của mình. Nam ca sĩ vẫn chưa bật mí thêm về kế hoạch sắp tới của bản thân tại quê nhà. Anh đang ở nhà ba mẹ ruột và đón con gái sang cùng.